Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Và ở video lần này tiếp tục Khải sẽ nghe Vân cho con thiếu lâm em ơi. Và đây là Vân Giáng sinh ăn lành nha mọi người. Và anh em cùng xem, có thể xem cái event này ở trên trang chủ, đó là công thành chiến xưa .net nha anh em. Anh em nào muốn xem như thế nào anh em lên đó xem giùm Khải nha. Mấy chủ Phật Sơn Ký Sử event Giáng sinh ăn lành nha anh em. Và anh em có xem những video trước của Khải thì Khải cũng đã thống kê ra event có gồm những gì, anh em có thể xem ở những video trước giùm Khải nha, ở cái ad anh event ở ad Công Lô nha anh em. Và giờ thì Khải sẽ tiếp tục anh event ở ad Thiếu Lâm nha anh em. Anh em đang xem thì cho Khải một like hồ chơi nha anh em ơi. Rồi, bây giờ thì nuốt anh em à. Nuốt. Anh em đang xem cho Khải một like hồ chơi nha anh em. Hiện tại Khải đang nghe bình sâu nha anh em. Anh nghe bình sâu nha anh em. Được một lần bài boss. Trời, cái mùa này anh nghe bình lần bài boss xanh hiếm quá anh em ơi. Một mạch nạ. Anh nghe mánh năm. Rồi 100 cái thì gì đây? 3 bình thiên thôn lộ, 4 thiên thôn lộ, 1 lần bài boss hết rồi. Tiếp tục. Vì anh Vinh này được gì đây? Anh này chắc rất up lên 2 Vinh cả su và cả vạn này chắc cũng tầm gần 98 cấp, giống như con ngày 10 lúc trước rồi nè. Một bình phúc quá tử đại. Thiên thôn lộ. Đa số thiên thôn lộ là nhiều nha. Rồi hơn 200 cái rồi. Hơn 200 cái rồi. Mà thẳng là màn rồi. Thằng đồng rồi. Một tinh hồng. Tinh hồng được 350 xu. Let's go, let's go, let's go. Một thị tinh. Một thị tinh, hai thị tinh, ba thị tinh rồi. Bánh kỹ năng tiềm năng đâu? Ông già Noel đâu? Gần 400 cái rồi, gần 400 cái rồi. Khải định like cho anh em xem mà hiện tại trong thời gian buổi trưa này là Khải không có like được nè, nên thôi. Anh Khải làm video lại cho anh em xem cũng được. Một bình quá tử đại nữa. Tiên thấu lộ. Ôi, gần 500 cái rồi nè em ha. Gần 500 cái rồi. Mùa này nó ra cá nhân như băng hội nhiều gơ luôn nè. Tiên thấu lộ. Ôi, giờ thiên sơn. Rồi, đúng 500 cái luôn. Đúng 500 cái luôn, đúng còn cái nhiệt rồi em ơi. Mạnh ngựa không thấy luôn. Không thấy một mạnh ngựa luôn. Một tinh hồng, một hóng minh thạch 500 xu. Một mạch nạ. Rồi xong, đầu ạc này còn cái nhiệt không em ơi. Cái này với 3 thì tinh, một tinh hồng thôi. Đầu ốp cấp. Người này cứ to rồi. Cái này phi tốc, tiên thổ lộ, hai viên tinh hồng, hai viên tinh hồng, ba cục thủy tinh. Một viên tinh hồng nữa, ba viên tinh hồng, một quá tử đại. Trời, bánh ngựa này nở đâu? Bánh kỳ năng tiềm năng đâu anh em? Bánh kỳ năng tiềm năng đâu? Sao vậy này nhỏ vậy? Đồ anh không ra là mua tốn tiền thốn luôn anh em. Lại thiên sơn, lại mực nạ. Trời ơi, này anh đen vậy? Chắc là này to rồi. Này to rồi. Này to rồi, không có gì luôn em ơi. 180 cái cuối cùng. Thôi, chết. Tiếp tục. Một tiềm năng đủ xanh. Kỹ năng đâu? Kỹ năng nó cao tiền hơn em. Một tiềm năng thôi em ơi. Đủ. Một tiềm năng. Một bánh tiềm năng. Kỹ năng này nọ đâu? Đồ, cái này đen quá. Chết rồi. Này lỗ quá em ơi. Rồi, cái này lỗ sắp mặt rồi.
một mảnh ngựa xong mảnh ngựa một rồi chứ dạ một chết chết toàn này. Thằng này to này, thằng này to sắp mạnh rồi em ơi, không có những kỹ năng tiềm năng luôn. Ôi xong ngoài sơ thằng này nhỏ vãi lên, thằng này đúng một tiềm năng vãi cái trướng. Ôi xong rồi khá giống dịch qua này cờ lon cái này này bỏ bỏ bất rắc ấy toàn 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 mà được như đây à. Trời ơi thằng tiên thua lộ không chết 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 thằng tiên thua lộ không anh em ơi. Yo, nhìn vô thấy lỗ sắp mặt rồi em ơi. Thằng này lỗ sắp mặt rồi. Thằng này không có gì luôn. Rồi 4 bình quá tử đại nè, 4 bình thôi là được 800 xu. Bốn bình rồi qua lại đa số tiền thua lỗ. Trời ơi tiền thua lỗ nhóc luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 cái này thì cũng khá cũ. 12 13 14 15 16 17 trời ơi 18 mình tiền thua lỗ vãi cả nồi. Toàn tiền thua lỗ không. Ôi dô, nhỏ dữ. Nhỏ nhỏ nhỏ, này to rồi em ơi. Này lỗ sắp mặt này. Ui, ok, cuối cùng cũng không được, full rương. Hãy dọn rương đã. Rồi, khui em ơi. Ồ, như đây, một cái sinh lực 200. Một cái sinh lực 200, khui thiết con này rồi. Một con xuất thố, xuất thố 15 ngày. Số nó được 500 xu. Mặt nạ rồi mấy mấy yeah. Trời 300 triệu anh em. Anh ngồi sao được 300 triệu không có gì hết. Nhỏ thấy thằng này anh quá đen em ơi. Không có gì luôn. Rồi cho anh em xem thử lời lỗ đây. Đồ chiếc lỗ sắp mặt rồi à, 20 bình tiền thuốc lỗ cho 400 xu. 20 bình tiền thuốc lỗ 1 bình 200 xu. Thì 20 bình là 400 xu. Cộng với 4 bình 4 bình quốc tiểu đại 800 xu. Rồi này lỗ sắp mạnh nè. 8 xu 1 K2. Rồi 1 K2 kèm với ngựa 500 xu. Là 1 K7 đó. Rồi kèm với cái bánh này 500 xu. Bánh tiềm năng 500 xu. Đúng một bánh tiềm năng luôn. 2.200. Hình 2 va viên tinh hồng là 1 viên 3.5 đây. Là 1.050. 1.050 rồi như là 3.250 bay hiệu tinh này 200 300 là cộng thêm 900 cộng 900 3.020 cộng 900 là 4.150 4.150 rồi cái này là ba cái này 300 xu cộng 300 xu là 4.450 cộng với 2 là 7 bot 400 xu. Rồi cái này lỗ sắp mặt luôn. Cái này không có gì luôn em ơi. 4.850. 4.850 cộng với cái này 500 cá nhân 500 xu. Cộng 500 cá nhân là 500 xu. 5.300 cộng với một cái hũ mình thạch 500 xu nữa là 5.800. Rồi xong, đứt bóng giang hồ luôn. Ấy này, trời ơi, 11 kim 11 kim anh được thu là được 5.800. Trời ơi, không thở nhỏ hơn được em ơi, vãi chướng thiệt. Đúng được 5.800 thôi nè. Lỗ lần gần 5 kim. Đồ quá này, mấy anh em anh thơ mà anh gặp chúng mạch này to luôn nè. Trời ơi, lỗ đúng 5 kim luôn nè. Gơ hồn thiệt, đen quá đen luôn. Anh không thể nào ra được gì luôn nè. Rồi ok, tiếp tục video này Khải sẽ tiếp tục anh em mình tiền vạn nhân úp cấp luôn em ơi. Khải dự đoán là úp cấp 98 rồi em ơi. Rồi vô à, nhỏ thiệt sự luôn em ơi. Úp 98 nữa chắc đủ luôn. Một đôi giày. Cái này anh quá đen nè. Đen không nghe mi luôn. Nghe mi anh thu được 11 kim trả lỗ bao nhiêu. Con này thua quá, lỗ quá trời. Một
đúng một cái tiềm năng 5 điểm vãi chướng. Quá nhỏ. Một cấp 98. Rồi hết luôn. Ui, cục 200 nữa. Còn 200 không. Rồi, anh cái này thu được cái này 1 kim rưỡi. Rồi 500 cá nhân nữa, thu được 2 kim. Thu được 2 kim thì lỗ event này 5 kim hơn nữa nè. Chung là 2 event cánh hết, mất hết 10 kim đó. Nói chung là anh em event đó, thì nó up cấp cho anh em rất là nhanh. Anh em chỉ tốn, nếu mà thiệt sự lỗ thì chỉ lỗ tầm 5 đến 7 kim, cao lắm là 10 kim thôi. Như ở video này khai lỗ 10 kim, cả 2 event khai lỗ 10 kim đó. Còn như video trước thì con em ơi thì khai lỗ chỉ tầm 3-4 kim thôi. 4 kim này khoảng 4 kim thì khoảng tầm 250 Việt Nam đồng thôi. Lỗ khoảng 250 Việt Nam đồng thì chúng ta up được 2 cấp rưỡi nè. Anh em cứ nghĩ đơn giản này, 2 cấp rưỡi biết khi nào được nè. Ở server này cái cấp chua lắm nè. 2 cấp rưỡi là một cái gì đó nó cực kỳ khó khăn anh em ạ. Nói chung thì anh event thì xác định anh em là một lời hai lỗ. Đen lắm mà lỗ sắp mặt thôi nè. Đó, như khả là ở video này lỗ sắp mặt, lỗ gần 10 kim. 10 kim. Anh hết 19 kim, anh hết 19 kim mà thu vừa rồi lại là event tiền vạn thu được 6 kim và event này thu được 2 kim. Thì event thì Khải tổng cộng Khải thu được là gần 8 kim. Thu gần 8 kim thì Khải lỗ 11 kim. Là Khải lỗ 700 nghìn ở video này. Đó, anh event lỗ nặng luôn, ở video này lỗ nặng luôn. Rồi, anh em xem video đừng quên đó lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ chơi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và hãy xem live trực tiếp vào lúc 7:30 tối hàng ngày nha anh em ơi. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ và xem video đừng quên like, chia sẻ ủng hộ. Khải sẽ cố gắng ra những video tiếp theo cho anh em xem nha. Bye bye.